Xin kính chào quý vị khán giả đến với bản tin thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Trước khi đến với phần dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh, mời quý vị cùng đến với tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tỉnh Lai Châu. Trong 24 giờ qua thì trên địa bàn tỉnh, các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to như là Pa Vệ Sử 2 109,2 mm, Pa Vệ Sử 104,9 mm ở Mường Tè, Đậm Ban 42,6 mm, Hua Bum 34 mm Nậm Nhùn. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các huyện như là Mường Tè, Nậm Nhùn đã gần như là bão hòa trên 80%. Dự báo trong những giờ tới thì khu vực các huyện tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy tại các huyện phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 4 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc, sụt lún đất tại các khu vực các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn và Sìn Hồ. Đề phòng ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp trong tỉnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc là dòng chảy là cấp 1. Xin được chuyển sang dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng gián đoạn. Trong cơn dông thì đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 29 độ, vùng núi cao từ 16 đến 20 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%. Xin được chuyển sang phần dự báo các nơi trong tỉnh. Thành phố Lai Châu nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm từ 75 đến 95%. Mường Tè nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 75 đến 95%. Sìn Hồ nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%. Than Uyên nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, độ ẩm 70 đến 95%. Nậm Nhùn nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm 75 đến 95%. Tam Đường nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, độ ẩm 70 đến 95%. Tân Uyên nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%. Phong Thổ nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 75 đến 95%. Trên đây là những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin thời tiết sau.